sĩ trong cái bài giảng. Còn ngoài ra anh có viết những cái báo tiếng thông thường á, tức là trong bài, trong cái báo gọi là bác sĩ gia đình á, nó có cái bài là các bệnh đau vai và các bệnh lý vùng vai thường gặp, để bài cần sẽ cho một bốn tặng ha. Cái thứ hai nữa là có một lần đài phát thanh chính chương trình ngày 29/9 lúc 12:04 chủ nhật á, bây giờ ở tại cái đài á, nó có nó mời anh nói bài là cái vùng vai và bệnh lý vùng vai á, nói trong vòng 15 phút. Rồi sau đó có 15 phút là có các khán giả nghe đài trực tiếp nó hỏi câu hỏi, những câu hỏi. Hôm đó anh nhớ có một hai câu hỏi về vùng vai. Thì là một thứ ba học hỏi cái bước và cái cuộc sống. Rồi lỡ rồi đăng cái phát thanh trực tiếp là trả lời luôn. À, thì để em có thể tham khảo. Cái bài của vùng vai là hay đó. Anh kể câu chuyện này nghe ha. Những dấu hiệu hay gặp khi bệnh nhân đến khám em. Nhớ một cái câu chuyện của cô bạn anh bây giờ 40 mấy thì bạn anh cũng 40 mấy đó. Nó tự nhiên có một ngày nó gọi cho anh, cứ đến lúc làm gọi tôi chồng cái bên nó kêu alo thằng nào sao mấy bữa nay cái vai mình kỳ quá, đưa tay mới tóc nó cũng đau mà đưa tay ra mặt ấm ngực, cũng phải nhờ sáng mặt mà thì đưa ra tay ra mặt ấm ngực là đau đó, đưa tay ra sau lưng là đau, đưa tay ra mới tóc là đau. Vậy thì cái dấu hiệu đầu tiên hay gặp nhất của cái vùng vai nó là đau, và cái dấu hiệu thứ hai là gì đó, giới hạn hoạt động. Thì em gặp ví dụ mà mẹ hay là cô gì của em lớn tuổi cô mấy năm mấy nó hay gặp không? Tức là bệnh nhân đau vai thời gian cái vai nó mới giới hạn hoạt động luôn. Thực sự hồi xưa bệnh nhân đưa tới đây nó là hồi xưa tôi mới lên tôi lấy đầu được, bây giờ tôi mới tới đây là tôi không mới được nữa hoặc là tôi đau lắm. Vậy thì hai dấu hiệu hay gặp nhất của vai đó là đau và giới hạn hoạt động, được chưa? Và cái dấu hiệu thứ ba hay gặp nữa là khi bệnh nhân bị chật khớp lần đầu rồi đó, một lần rồi đó, rồi sau đó thì nhớ là dễ bị chật lần thứ hai, nhớ nha, bị chật khớp vai lần đầu rồi rất là dễ bị chật lần thứ hai. Nhớ đó. Tức là bị và sau đó bị chấn thường xuyên luôn, người ta gọi là chấn khớp vai tái hồi. Và khi mà chấn thường xuyên nữa người ta gọi là chấn khớp vai cụt cực. Thì mai mốt em học cái bài là bài tôi về chấn khớp bệnh lý chấn khớp động cơ, thì ta sẽ nói cái bài khớp vai nó sẽ có hai cái đặc điểm cũng rất là khi mà chấn rồi rất là dễ bị chấn lại ha, chấn sau đó là chấn tái hồi rồi sau đó là chấn thường xuyên luôn hoặc là chấn thường xuyên. Rồi còn cái bệnh động vai yếu thì nó hơi mơ hồ ha, vậy thì em nhớ dùng là hai triệu chứng bệnh nhân hay tới gặp mình đó là đau, giới hạn hoạt động và khi bị chấn rồi những cái chấn lại ha. Vậy thì khi em gặp bệnh nhân vô khám thì đầu tiên hỏi cái gì, làm gì, có khám gì không, hỏi chứ, hỏi thật sự. Vậy thì em hỏi đây là những câu hỏi em thường thường em thường hỏi đó, ví dụ như khởi phát của đau triệu chứng bắt đầu khi nào, có chấn thương hay không, khởi phát của đau ví dụ như là bệnh nhân mà từng như đau hay là sau một cái chấn thương hay là có chấn thương đó. Rồi đau khi nào, đau là khi bắt đầu vận động hay là đau khi mà vận động quá tầm mới đau, hay là cuối giờ là mới đau, hay là vận động nhiều quá nó mới đau, thì đó là phải khai thác. Cơ chế của chấn thương giúp dự đoán cấu trúc bị tổn thương. Nhớ nha, ví dụ như thế này nè, bệnh nhân chạy xe máy, thanh niên chạy thẳng vào cái bị té xuống, nếu mà bệnh nhân không phải chạy kịp, bệnh nhân chịu cái vai xuống, tức là khi bị chấn thương bị tai nạn nó té đập cái vai khác cái tay như này nè, đập cái vai xuống bị chấn thương vùng đầu. Còn nếu bệnh nhân phản xạ nhanh hơn chút, cái sái tay ra sái như thế này thì gãy xương đòn, tức là kiểu gì cũng vô gặp bác sĩ hết. Đối với em giữa cái chấn khớp với gãy xương cái nào tiên lượng tốt hơn? Gãy xương, gãy xương lành tốt hơn đúng không? À. Vậy thì ra lúc té nhớ suy nghĩ nhanh cho nên đừng té như thế nào nha. Cái này nói chơi chứ lúc đó làm sao mà biết được té như thế nào đúng không? Lúc đó là phản xạ là té luôn. Nhưng mà nhớ nha, tụi em vào liền nhiều thì em sẽ có phản xạ đó. Bây giờ em hỏi cái người hay là anh lên khi mà nó bị té, nó phản xạ, nó té, nó lăn đẹp lắm. Không, anh không kể thằng anh bạn nha. Thì cũng mới đầu tiên nó té là quay mà nói. Nhưng mà em chơi nhiều thì em sẽ có phản xạ đó. Nhưng mà lúc té thì đâu có kịp xử lý tình huống đó. Thầy dạy là té, bây giờ mình lựa chọn cái chấn thương gì đây. Nó chấn thương không thể nào mà đường tránh được khi chúng ta bị chậm. Và thì nhớ nha, anh nhớ lưu ý một điều, 21 khi mà tụi em học lâm sàng thì em thấy là cơ chế chấn thương nó sẽ có thể quyết định, ví dụ như là khi né mà nhưng là chống mũi trỏ hay là chống bàn tay tư thế duỗi hay là tư thế gập thì nó gây ra tổn thương khác nhau. Anh bảo câu chuyện em khai thác không đâu là đúng rồi. Anh. Rồi vị trí đau nữa, trước ngoài trên sau hướng vang. Vậy thì bây giờ như thế này nè, khi tụi em đau cái vùng vai á, không phải là do cái vùng vai nó còn đâu nha. Có thể cái gì thấy không? Khi tụi em bị tổn thương cái cổ á, cổ á, thì những cái rễ cổ nó chèn ép thần kinh á, thì lúc đó nó đau, cái rễ có thể là đau cái vùng vai luôn. Và thì đặc điểm của đau vùng vai là ít khi nào nó lan qua các huyệt lắm, nhớ nha, đau cái vùng vai ít khi nào nó lan qua các huyệt, còn do những nguyên nhân khác nó bao giờ nó lan qua khỏi huyệt, huyệt qua các huyệt xuống dưới cẳng tay luôn.
nhớ lắm. Thì đầu cái chuyện mà em nghe bệnh nhân em hỏi bệnh nhân xong em có thể phân biệt được nhiều thứ rồi đó. Ví dụ như là phải xem xét nguồn gốc cho đau quy chiếu, cột sống cổ, bệnh lý mạch vành, bệnh lý cơ hoành, thoracic outlet syndrome. Cái này mình syndrome, cái này là dịch là hội chứng đường thoát ngực nhé, hội chứng đường thoát ngực. Tức là trong trường hợp em đang muốn em học cái bài giới sinh đón này, nó có cái một chứng đường thoát ngực ở đây nè, tức là sinh đón với sinh sườn một, ở giữa đó là có bó mạch đầu tiết mạch dưới đòn nó chu qua, và đáng lớn từ cái tay chu qua khi mà cái sưng đỏ bị càng thành xấu á, nó làm hẹp cái khoang này thì đường thoát ngực nó bị hẹp lại, thì nó có hội chứng gọi là hội chứng đường thoát ngực, chưa. Cái thứ ba nữa là em phải phân biệt đó là dinh dưỡng. Trong trường hợp mai mốt thì em học cái bài gãy đầu dưới xung quanh, trong trường hợp mà bị gãy đầu dưới xung quanh bị căng đợt đó, nó gây ra rối loạn dinh dưỡng thì nó gây ra hội chứng từ đâu, thường thường là hội chứng vai bàn tay. Tức là tuy nó bị tổn thương ở đầu dưới xung quanh nhưng mà sau đó bệnh nhân bị rối loạn dinh dưỡng và bệnh nhân giới hạn đau và giới hạn vận động vùng cổ tay. Ngoài ra bệnh nhân còn đau giới hạn vận động vùng vai nữa, thành ra nó không phải là hội chứng vai bàn tay trong cái huyệt thì bình thường ha. À, thì đó phải có thể học cái đầu dưới xung quanh để có cái hội chứng vai bàn tay đó. Thì đây là những cái đặc điểm mà anh lấy từ cái bệnh án của bệnh báo tạp chí bên trong cái báo tiếng Anh đó để tụi em tham khảo. Ví dụ như một cái trình đau không thôi, ví dụ như rách cơ chóp xoay á, khi bệnh nhân bị rách cơ chóp xoay thì bệnh nhân có đặc điểm đau như thế này, cứ đau về ban đêm. Cái thứ hai là khi bệnh nhân mà nằm nghiêng qua cái vai thì đau á, nằm nghiêng qua cái vai thì đau thì nó bị đau, em hiểu không? Tức là đặc điểm đau rách chân cơ chóp xoay là đau về ban đêm. Và cái thứ hai là khi em nằm nghiêng qua cái vai thì nó đau nhiều hơn. Có những người em đau vai em nằm đè cái đó thì giống như là chẳng nó lại không đau nữa, ví dụ như thế, đem đè nó lại đau hơn. Tại vì các cái tuổi đó, ví dụ như nhỏ hơn 30 tuổi thì em hay gặp bệnh lý này. Nếu hơn 45 tuổi mà tiền căn có chấn thương á, nên là history và bệnh sử nó có tiền căn chấn thương thì có thể là rách chân cơ chóp xoay chiếm tới 35% trường hợp, ví dụ như thế. Hoặc là cái đau chúng nó tụi em học nè, ví dụ bệnh nhân nói là bác sĩ ơi sao bây giờ tôi đưa tay lên với đồ nó đau lắm, thì nói cái chuyện em khám đi đồ đau thôi. Ví dụ bây giờ họ đáp là bây giờ bác đưa tay cao thì đau nên nó mới đau, hay là bác đưa với ngang thì nó đau rồi. Bệnh nhân nói là tôi đưa tay cao với cao thì nó mới đau, thì coi chừng là cái khớp cùng đó. Còn nếu mà bây giờ mà bệnh nhân nói là tôi mới đưa ngang thì nó đau rồi đó, thì coi chừng nó bị cái gân cơ chóp xoay, bị cái hội chứng bắt kẹt. Thì chút nữa thì em sẽ coi cái bệnh lý rất là hay ha. Tại vì có những bệnh nhân đưa tới đây nó đau, hỏi đau chưa, đau rồi bác là đi lại cái nội vận động, em cứ đưa thêm tới đây, nhưng bệnh nhân nói ồ bác sĩ ơi tôi thấy đau rồi, thì em đi lại cái thời điểm đau hết đau, thì cái này là gọi là không đau. Đưa tay lên nữa thì hết đau, thì nó anh thấy cái nội cái chuyện mà đau không thôi nó rất là hấp dẫn ha. Thì chúng nó sẽ có cái chuyện đó. Em thấy họ cứ tưởng là đơn giản nhưng mà em khai thác đúng là em có thể em khám được cái bệnh ha. Rồi cái này lướt qua ha. Vậy thì bây giờ khám những thực thể không có gì, quan sát sờ nắng, khám nhiệt độ hoạt động và khám nhiệt pháp. Bây giờ quan sát đây, để em coi cái hình này em nói rồi đúng không? Ví dụ như là thấy khớp bước đòn nó nhô lên trong trường hợp trận khớp bước đòn, thấy sưng đòn nó biến dạng trong trường hợp thấy sưng đòn, thấy đầu ngoài sưng đòn nhô lên trong trường hợp trận khớp cùng đòn, rồi thấy teo cơ đen ta, được chưa? Rồi ngoài ra em có thể trong trường hợp trận khớp vai em có thể thấy cái tư thế biến dạng như thế này nè ha. Chúng ta sẽ coi trước qua nhé. Rồi mỏ vai sưng to đó, tức là cái vùng vai này sưng to nè, thì tụi em có thể thấy trong trường hợp là tràn dịch tràn máu xong chấn thương rồi viêm cơ trên canxi hóa gân cơ trên gan. Đây tụi em coi lấy cái hình này coi đó, trong trường hợp mà liệt cơ ra trước nè, thì tụi em thấy cái vai nó vuông ra. Đây coi tụi em coi một hình dạng là bị chật khớp vai, dấu vai vuông và dấu nát đều nhá, dấu nhát đều, tức là cái ở đây nó lõm như vậy nè. Đây là vai dấu hiệu của chật khớp vai điển hình nè, dấu vai vuông, dấu nhát đều, và cánh tay dài xoay ngoài, đồng thời em dùng cái cánh tay này mình ép nó vào thì nó lại vuông ra, nó là dấu lọt xo. Đây là ba dấu hiệu điển hình của cái chật khớp vai đó, dấu vai vuông, dấu nhát đều, cánh tay dài xoay ngoài, em ép nó vào lại vuông ra lại thì gọi là dấu lọt xo. Đây là hình ảnh của chật khớp vai trên khớp vai, em thấy cái tròn nó chật lên ngoài một chặng đúng không? Thì ba dấu hiệu điển hình của chật khớp vai. Còn đây là chật khớp vai ra sau thì cái này hiếm gặp thôi, hiếm gặp nha. 4 năm anh học nội chú rồi ra trường làm từ năm 2005, hồi này 4 tới giờ là 12 năm, gặp có 2 trường hợp duy nhất là chật khớp vai là xong, rất là hiếm gặp. Đây là chật khớp cùng đòn, em thấy cái đầu vai sưng đòn nó nhô lên. Đây là gãy sưng đòn, em thấy cái sưng đòn nó nhô lên vậy đó, rất là dễ ha. Đây là trong trường hợp viêm bao hoặc dịch dưới mỏng cột vai á, em thấy cái vai nó sưng lên vậy nè. Rồi sao? Sờ thì ghi như tụi em học bên ngoài cục vác á, tức là sờ lúc đó là thầy bắt đánh giá là cái mật độ cái sờ đó, cái mô xương đó là mềm hay là chắc. Nếu mà mềm và chắc thì là do máu tụ viêm tấy, nó nên mà cứng do biến dạng xương.
rồi các tiếng nhạc có đau không, thì cửa động bất thường khi ấn hay không là các triệu chứng gì, hình như là bốn phím đàn liên tầm, giống phím đàn liên tầm gặp trên trường phố nào, trở có vùng đòn, gió ở không đòn cũng gặp trên trường phố nào, trở có ba đúng không, gió tự động đòn xong gặp trên trường phố hai, bất sự liên quan bình thường của ba khúc xương. Đây cho thì em coi hình ảnh ngược lại trở có vùng đòn. Đây thì em coi đây là cái dấu hiệu của chỗ khớp đóng á. Khi mà khớp vai nó bị trật ra thì nó sẽ bị cơ ngực lớn. Khi khớp vai nó bị trật vào chảo nó sẽ bị cơ ngực lớn kéo vào trong. Thật ra nó nói em sẽ ấn cái này á. Bình thường em ấn dưới cái mỏng cục vai á. Em ấn lên thấy cái một cái khớp cứng. Khi mà cái chỏng bị trật ra rồi em ấn được thấy nó đóng vô, nó không có chỏng nào ở vị trí bình thường nữa. Thì đó được gọi là dấu đòn, là dấu ổ khớp đóng nha. Đây là cái là cái nghiệp pháp gọi là nghe nghiệp pháp lò xo, tức là cầm cái tay khép nó lại bùng ra, khép lại bùng ra, đó là nghiệp pháp lò xo. Và ba khúc xương khi tụi em đi thực hành học skill á, khi tụi em học skill tụi em sẽ được thực tập sờ ba khúc xương này á, tức là mỏm cùng, mỏm qua và mỏ bấu động lớn, nó sẽ tạo thành một tam giác vuông, tạo một tam giác vuông đây. Và đây là cá sờ nắng cái điểm đau chói, cái này nó giống như bên gì, bên điểm quyền á, giống như bên y học cổ truyền á, tức là với cái điểm này ấn điểm này thì đau này, cái này là chết trong sáng bên ngoài đọc mà nha, và thực tế thì không ai mà rờ chi tiết như thế này hết trơn á. Mai mốt thì em đi năm thứ như năm thứ tư á, thực tập y học cổ truyền á thì em sẽ được châm cứu lẫn nhau, cứu lẫn nhau trong liệt lượng châm cứu thẩm bạc để sợ một tắc môi luôn. Tâm lý như này là tôi trong cái về điện này, trong đồ về trong chút chưa là em học qua biết phim hoạt động thì việc đây đứng đơ rồi đó. Anh chồng nó cái nó bám hồ là cái thứ về điện một đơ anh nó bám hồ như muốn xịt luôn á, sau này nó chưa đọc sợ quá chứ không phải đúng như chúng cái về điện đâu nhé. Thì đây là cái việc cái em đọc cho vui thôi nhá, chứ nghe cái bốc này mang tính học đạo. Đây bên đây cũng khi như vậy là còn phía sau chúng ta còn nữa, trời quá trời điện chi tiết luôn, ví dụ năm cái này là chọn cái gì cái này tương đối thôi nhá. Rồi khám cái đồ vận động thì bây giờ đối với em là trên bệnh nhân này thì bị yếu cái đồ vận động nào, vì giới hạn vận động tầm vai nào, vai trái đúng không, vai trái. Ở đây là động tác gì, đứng trước động tác này là động tác gì, xoay ngoài động tác này là gì, cái này bị giới hạn cái gì, xoay trong. Bây giờ em coi thì đối với em cái này là khám nhanh cái gì đây, làm động tác này thì bệnh nhân làm hai động tác gì? Khi mà em cảm nhận em kêu bệnh nhân làm cái động tác này, thứ nhất là cái gì? Yeah. Thứ hai là gì? Xoay ngoài đúng không? Nè thì em coi nè, đưa lên đây cũng phải là giang không? Và đưa tay ra vậy ra sau vậy cũng phải là xoay ngoài không? Vậy thì ngược lại cái động tác này là gì? Xoay trong. Xoay không? Và xoay trong đúng không? Vậy thì nhớ lại ha. Và trên đây có trường nào biết có đọc không? Đó. Đó, cái này là dàn xoay ngoài, cái này là thép xoay trong, được chưa? Thì khi các em nhớ có cái định này nè. Và bây giờ tiết lộ được chắc không thi nữa. Rồi, bây giờ các biện pháp thì em mục đích là để khám cái hội chứng này. Thì cái này hơi phức tạp nha, cái này em chỉ giới thiệu cho biết thôi. Còn anh lưu ý của em là những cái biện pháp tôi đang nói trong bài đầu tiên đó, thì em cần học thôi. Rồi chút nữa có một hai biện pháp thì anh nói học ở đây thì anh học ở đâu thì em đừng có đọc anh nói để cố lên nữa nha. Hộ chứng bắt kèn. Vậy thì bây giờ nghe hộ chứng bắt kèn nghe nó là lạ đúng không? Nó gọi là Invincement Syndrome. Nên mà nói là hộ chứng xung đột đó. Invincement Syndrome, vậy thì em nhớ nè. Nên hồi cái khoa, vậy thì bây giờ em phải hiểu cái khoa dưới mỏm cùng là cái gì? Vậy thì bây giờ như thế này nè, cái khoa dưới mỏm cùng nó nhớ hàng là cái gì? Khoa dưới mỏm cùng thì dĩ nhiên là nó nằm dưới mỏm cùng rồi đúng không? Vậy thì ở dưới hàng dưới là cái gì? Trọng xương cánh tay. Vậy thì cái trọng xương cánh tay nằm ở giữa cái trọng xương cánh tay và cái mỏm cùng vai nó tạo thành cái khoa. Ở trong khoa nó là cái gì? Tú hoàn dịch dưới cơ lên ta và cơ trên gan. Vậy thì bây giờ em nhìn cái hình này em hiểu được không? Khi em da lên đó, khi em da lên thì có phải là cái trọng xương cánh tay thì nó va chạm cái mỏm cùng nó ép cái thành phần ở giữa đấy không? Thì nó gọi là cái bắt kẹt cơ. Đây là em nhìn hình này chúng ta được không nè, đây là mỏng cùng vai, đây là trọng xương tay, cái thành phần này là yếu tố của mỏng cùng và là cái ở trong khoang mỏng cùng này, khi em giang lên thì hai cái phần này nó va chạm với nhau nó ép cái thằng này, đúng không, nó gọi là hội chứng bắt kẹt. Vậy thì bây giờ con trâu chủ động là sao,
đau khi dài trường hợp trên 90 độ đi lại cũng đau nên kết hợp với test phát triển khác như nêu trên cái này em đọc ha. Bây giờ tôi như thế này đây ghi vào cho em hiểu không, tức là bệnh nhân thay như thế này, bác sĩ ơi bây giờ tôi giang cái tay là tôi đau, vậy thì bây giờ đổi tôi giang rồi là bệnh nhân trên 90 độ đau nha, trên dưới 90 độ thì đau bệnh lý khác, em giang quá 90 độ rồi em hỏi bác sĩ bắt đau chưa, rồi tới đây đau thì bắt đầu em phải đo cái góc đầu đau bao nhiêu, thì thường người ta đo góc đầu tiên là 70 độ đi. Rồi sau đây em giang tiếp, bạn còn đau, giang luôn còn đau, 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 cái hồi bạn thấy đau thì vừa thời điểm biết đau đó thì nó được là 120 độ, rồi sau đó quá 120 độ không còn đau nữa thì nếu mà đúng như thế thì nó trong trường hợp bị làm chậm xoay, được chưa? Còn ngược lại bệnh nhân đưa từ 140 đến 180 độ mới đau thì lúc đó là do viêm khớp vùng đầu, em hiểu không? Tức là viêm khớp vùng đầu cũng ghi lại trong cái giới hạn nào nó đau, tức bằng nào thì lúc đó em suy ra cái bệnh lý gì đó, bắt đầu cái chuyện mà đưa tay lên đau cũng không nào cũng là bệnh lý rồi. Giống như lúc nãy anh nói đó, vậy thì bây giờ với tình huống này, bây giờ chỉ một hai nhá, em không có đo góc cụ thể. Bệnh nhân thay là bác sĩ ơi, khi nào tôi với gì lên cao thì cao, lên cái đau thì nó là do cái gì? Viêm khớp vùng đầu. Còn bệnh nhân thay bệnh nhân khác thay là bác sĩ ơi tôi với nhanh rồi lấy đồ thì cái là đau rồi thì là gì? Có thể là các chất xoay đúng không? Đó theo bộ cái chuyện thứ không thì em sẽ đi ra bệnh lý rồi. Được chưa? Cái hội chứng này thì em phải tự học anh đi test đi sai thì em cần phải tự học. Bây giờ thì em chỉ cần học cái gọi là cái test Hawking Kennedy là như thế này. Đưa ra trước tốt hiện tại là như thế này đó, đầu tiên xoay trong ta để như là em xoay trong, nếu mà đau ở ngay cái bọn mà ngay cái khớp ngay cái vùng vai thì nó bị bắt kẹt à, để đầu tiên điều chỉnh đây thì em coi video nha. Đó là chị đó là trong cái hội chứng mắc kẹt đó, hội chứng mắc kẹt thì mình nhân đau rồi đó, thì lúc đấy nhắc lại giải phẫu ha, lên cơ trên vai người ta làm gì? Dạng lên cơ dưới vai một chồng bé làm gì? Xoay ngoài một lên cơ dưới vai xoay trong. Vậy thì bây giờ mình muốn khám cái lên cơ này mình dựa vào cái gì thì làm sao coi cái cơ nó vận động là nó sẽ khám được cái test đó, đúng không? Ví dụ bây giờ em muốn khám lên cơ trên vai em cần một cái gì? Dạng mà có gì có kháng được, có lẽ em dựa lại em cho bệnh nhân nhắn dạng có kháng được mà sao, nếu mà nó yếu thì nó đau thì chứng tỏ là có tổn thương, đúng không? Hoặc là em khám lên cơ chóp xoay thì lên cơ dưới da của cậu bé bằng cái nào để như thế này em giữ lại cho nhân trạng nó có khá được, thì nếu mà nó đau thì xoay ngoài nó đau thì nó chứng tỏ có tổn thương hoặc là viêm, đúng không? Nhớ chưa? Vậy thì đơn giản thôi. Còn nếu mà xoay trong thì sao? Em giữ lại có khá được nhưng nhân trạng xoay trong nếu mà đau hoặc là yếu thì là do tổn thương lên cơ dưới vai, đúng không? Dưới vai thì đây là cái sơ đồ, cái sơ đồ mà ví dụ như là cái cơ trên gan thì có những biện pháp là sốt cánh tay rơi hoặc là giặt cái tay nó lúc khám thì khám lên cơ trên gai, cơ dưới vai động tác gọi là gì? Xoay trong rồi thì em khám động tác F1 hay là xoay trong cánh tay nó lúc khám à, cơ dưới gai thì là chồng bé thì người em khám là một người bộ tù ba cái này bỏ đi mà xoay ngoài cánh tay nó lúc khám, đây là những cái biện pháp mà khám cái cơ đó. Vậy thì bây giờ mình đi vô từ cái một ha, bây giờ biện pháp sốt làm sao? Tức là như thế này nè, em đưa cánh tay giặt 90 độ được chưa, và đưa ra trước 30 độ hướng cánh tay xuống dưới, được chưa? Hướng cánh tay xuống dưới, em đè xuống cho bệnh nhân dán nhạc lên, nếu bệnh nhân dán lên yếu là đau thì là có tổn thương lên cơ trên gan, nhớ nha, rồi coi video clip nhé.
được chưa, được không? Bắt đầu nè, nè, đưa tay lên trước, hướng ra trước 30 độ. Đưa ra trước 30 độ, ngón tay trái chỉ xuống dưới là sợi trong. Và sau đó em đưa cái tay trộn nhân ráng cung lên. Cho mình nhân ráng cung lên, nếu mà mình nhân đau hoặc là yếu thì lúc đó là nó có tổn thương cơ trên gai. Được chưa? Những cái này em cung cấp cho người em hết nha, vừa bài giảng vừa video, không có gì bí mật á. Đó, cho mình dừng lại, dừng nhận đạo hôn lên. Rồi, đó là sốt trái thanh. Chuyện phát cánh tay đôi là như thế này. Tức là bệnh nhân em đưa tay ra trước, đưa ra trước 30 độ vậy nè. Tức là em cho bệnh nhân hạ xuống, đưa luôn quá 90 độ hạ xuống từ từ. Nếu trong trường hợp một rách lớn hơn tôi chống xoay như tới đây bệnh nhân không được, nó phục xuống. Người ta gọi là rốt am, tức là cánh tay đôi. Em qua video luôn nhé. Thấy không? Đó. Ông này để chắc bị thế chứ phải động tình á. À, người khoa ép bụng thì nó hơi phức tạp. Cái này để dành liên quan á. Tụi em thì cần thì học ép bụng để cắm cái gì? À, thay trong để cắm lên cơ dưới gai. À, mình sử dụng dưới vai nha. Vậy thì bây giờ dưới vai có cái cắn là cắn là gì không? Em để tư thế này vậy nè. Em cho bệnh nhân xoay trong có cắn được. Tức là em để cái tay em giữ như này, em xoay cho bệnh nhân xoay vô. Nếu mà xoay vô mà nó yếu mà nó đau, em cảm nhận hai bên. Thì nếu mà nó yếu hơn bên kia nó đau thì chứng tỏ là có bị tổn thương ngay gần cơ dưới vai. Nhớ nha, thì bỏ qua cái này đi. Kiểm pháp bỏ từ vai này bỏ đi, bây giờ không có dùng nữa. Bây giờ kiểm pháp nhặt cái tay có đốt cá. Em để 45 độ như thế này, em cho bệnh nhân nhạc lên cắn cái cơ gì? Bên ta. Trên gai, đúng không? Rồi em để về nha. Để về em xoay ngoài có cắn lực là cắn lên cơ gì? Dưới gai đầu nhọn bé. Từ vai nếu mà xoay trong có cắn lực thì là gì? Dưới vai. Rồi bây giờ thì em gọi cái video. Đó, đã để như vậy đó, em để tay như vậy cho bệnh nhân xoay ngoài có kháng lực. Được rồi, xoay ngoài có kháng lực. Vậy là kháng cơ gì? Dưới gai là tròn bé đúng không? Còn đường lại nếu em để tay phía trong đó, em cho bệnh nhân xoay trong có kháng lực thì là gì? Dưới vai. Nhớ chưa? Rồi bây giờ test kháng gọi là kháng lên cơ gì đâu? Khuỷu có 90 độ. Được chưa? Sắp gặp tay. Rồi em giữ tư thế này, em cho bệnh nhân ngược gặp tay ra. Em hỏi qua bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân có đau gì, có buồn nhiều gì đánh đi đâu không? Nếu không có đau là tìm kiếm đồ dài cho tôi gì đâu ha. Đó, người ta mô tả ở đây, cái sơ đồ này. Em giữ tư thế sắp gặp tay, hoặc cho bệnh nhân xoay ngoài gặp tay có tác lực. Và em rờ cái đánh đi đâu thì không, nhưng có đau hay không. Rồi bây giờ thì em qua video clip coi. Giải thích thanh em rờ cái đánh gì đầu và em yêu cầu bệnh nhân là vừa cầm tay có kháng lực, tức là giữ cầm tay ở tư thế sấp như này và yêu cầu bệnh nhân vừa cầm tay đang có kháng lực. Thế rồi em đi thực hành skill mới, rồi em sẽ được thực tập lại trên người mẫu này. Đó, hai cái làm như nhau, quy như vậy thôi. Em sấp cầm tay là yêu cầu bệnh nhân vừa cầm tay có kháng lực, được chưa? Rồi bây giờ mình mắc skill thì dễ rồi, tức là em cho bệnh nhân như này. Vừa ra nha, nhớ còn nếu em sốc vậy nó là kiểm pháp khác như thế này, ở đây em không dạy nha. Nếu mà sốc em nâng vậy nó là khác. Nhớ là sốc nâng như thế này mà em đưa ra 30 độ về là gọi là sốc test đúng không? Còn nếu mà em đưa ra trước này nó gọi là overhand, nhưng mà không đưa thì em có công tuyệt đối hết ha. Thì em nhớ là vừa ra vậy nha. Nâng lên có kháng lực. Đó, em kêu bệnh nhân nâng lên có kháng lực. Nếu mà đau mà khi đánh gì đầu nó là viêm cơ độ dài, cơ gì đầu này. Rồi, bất cứ có vai thì em thì yêu cầu người em là gọi là cái kiểm pháp em sợ phía trước thôi. Giang xoay ngoài có vai,
người khám một tay đặt sau vai, ướm vai bệnh nhân, một tay đẩy ra sau. Test dương tính, bệnh nhân có cảm giác sợ, chật, kiểu đột bằng lời nói, kêu là bác sĩ ơi ngược lại, đừng có làm nữa. Cái thứ hai là hết mặt, biểu hiện rất là lo sợ. Cái thứ ba là gồng cơ lại, gồng cơ thì có hai cách, một là bệnh nhân buộc những người lại, ai là kéo cái vai này không cho thì em xoay ngoài ha. Thì đây là cái hình mô tả nè, tức là comprehension test dương tính khi nào bệnh nhân nói về bác sĩ ơi ngược lại, đừng có làm nữa. Cái thứ hai là những buộc cái cánh cái người này cái cánh này không cho mình em xoay ngoài. Cái thứ ba đó là khám lại cái lực em làm được không, được không cho em xoay. Và cái thứ ba là kéo cái cánh này sát vào mình, em hiểu không? Thì đây cho thời gian coi cái hình ha. Mai mốt là không chơi cái test này, nhớ được một cái cô này không ạ? À? Thì cô người đàn quốc ha, hay là kiểm pháp. Thì giống như khi nào anh cũng quen có là người đàn quốc làm giống nhau. Em nhớ đi bác sĩ, tại sao bác sĩ không biết Hàn Quốc mà giỏi không? Anh hồi anh đi học Hàn Quốc mấy tháng, 4 tháng, 5 tháng anh thấy người ta như thế này. 90% phụ nữ Seoul là đã từng đi học Mỹ. Thật sự cho con gái đầu đại học là gì cũng không thể nói tiếng Việt. Tại vì gái Hàn Quốc em ra coi mấy đứa mà nó... Mấy đứa mà học sinh, tức là anh qua lại cơ hội anh coi là mấy đứa còn nhỏ đó. Nó xấu lắm, chứ học đẹp như gái Việt Nam mình đâu. Tức là nó xấu lắm, thành ra là khi mà em tại vì vậy là tại sao mà con mới biết sao là của con gái con những khi nào cũng khỏe tại vì lúc nó chưa đi học Mỹ đến xấu lắm, thì bắt đầu 18 tuổi đi học Mỹ, thành ra bởi vì tại sao mà người ta cũng thấy đẹp, bác sĩ học những đứa nhỏ là vậy, cũng nhiều người bạn á bác sĩ học những đứa nhỏ này đó, thì em làm cái test này sợ này đó, khi thì em làm như vậy đó. Đó, cơ của cô cũng đẹp ha. Cơ của cô cũng đẹp. Cơ của cô cũng đẹp. Đó, em thấy không? Khi mình đem xoay ngoài, cái trọng nó chừng ra trước rồi, thấy không? Em thấy không? Cái trọng nó chừng ra trước á. Thành ra là cái này cũng có sợ đó. Cái trọng nó chừng ra trước, được chưa? Sợ gì không? Đó. Đó, vậy thì tại sao người ta giải thích tại sao mà xoay ngoài thì cái nó chừng có vai không? Nó trọng nó chừng ra trước. Trước đây nó được giữ một như chẳng có khớp. Khi nó bị chụp một lần rồi đến tháng năm nó làm lại rất là kém, thành ra nó làm cho bị lỏng lẻo ngoài, nó rất là dễ bị chụp lại trước, được chưa? Làm cái trước cái này con cho biết thôi, thì pháp bắt tay chéo đéo này con lực như thế này. Khi mà em bị thoái hóa khớp cùng đòn á, thì thoái hóa khớp cùng đòn hay là viêm khớp cùng đòn á, thì em làm động tác như này, em kéo tay qua lề, tức gọi là chéo tay qua lực á, phù rốt nằm chéo chéo tay qua lực. Nếu mà những đau thì thoái hóa khớp cùng đòn hay là viêm khớp cùng đòn, cái này dễ hơn thì em coi nè ha. Cái này còn gì nè, anh kéo rồi. Anh kéo rồi, cục lưng đau cái khớp cục đòn này nè, thì khớp cục đòn.